Thưa Pị Nọng, đại cần dân thấn thim điếp quỷ bầu hết trường xóm Lai Pị Ngòa, trài Hoàng Quốc Trung, cần dân tộc Sán Dìu, trường xóm làng Phan, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, xây chăn thim lồng lèng, the hết biển lừ, hư xóm làng Phan lẹo khó, tây sổng của Pị Nọng tài văn để tài lung ím đo. Sáu bại nằm nghị tì, bằng bại việc hết đây, quá tình tham pi lẻ cần trường xóm, trài Trung đã xây sáu cấp ủy, chi bộ và Pị Nọng cần dân, tăng có để xóm kha bản mớ nâng, đây đo mọi mòn. Đang cáo trài, cùng bền cần đầy thân điếp rú tỷ phuông. Nghe lườn văn hóa mắn mẹc nỉ, lè mòn đây nâng mà Pị Nọng cần dân giúp xóm làng Phan, đà tổng cọp khe có bần, sáu tổng sổ chèn tình cầu bác triệu mừng. Khe mì đầy lườn văn hóa bần nỉ, leo phối thân việc ngát dân vận hiếu mà trường xóm Hoàng Quốc Trung, đà khe lai lì, công khèn, bây cả hợp Pị Nọng cần dân giúp trang xóm tang hưa. Đang cấu khỏi lè nắm tặng con nem và cổ sáng lé để đây bài nhiệm vụ mà cấp nưa trao hử. Đây dương ca hát của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân mờ việc hát tặng có kha bản mới kiểu mẫu Pi Long Xuyên Nhì Lập Nhì. Khỏi cũng đã báo sáu chi bộ và tuyên truyền vận động quá thì cũng đại dự nhất khiêm lung của Pị Nọng cần dân. Sáu cái khách bệnh này tan trang lì tần nâng lẻ bong khỏi cũng đã đẩy đây đo lẻ xóm kha bản mớ kiểu mẫu và cổ sáng ao xóm làng Phan khách bệnh tỷ phương nâng chăn cả đảng tổng. Pi Lao Xiên Nhì Lếp Lam, xóm làng Phan đại huyện Phú Lương được chọn khai có phần xóm thông minh, khai xài sáu xã Cổ Lũng, tứng xám hát đẩy tiêu chí xã kha bản mớ kiểu mẫu, khai hết đẩy nhiệm vụ này, trải chung, xây sáu chi bộ, đã vận động cần dân, xây cọp lức, hát bại tiêu chí của xóm thông minh. Hệ thống camera ngòi tiệm an ninh cũng để lắp đặt số bài tì cần diếu. Tắp tâu xử lý tói sáu hệ thống ngòi tiệm rút luyện văn hóa xóm và giống đưa điện thoại của bí thư chi bộ, trường xóm. Vì bận mưa việc phao ỏn an ninh trật tự giúp xóm, tài văn đầy tài lung. Đồng chí Trung là rất chấp hành trải tốt, chung hát chân cả đây, leo cầm quốc cả của chi ủy, chi bộ và dường cả hát của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã. Sáu cái khách bệnh ấy, trải chung trang lai Pi Ngòa đã trình đầy chỉ khen của Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã và ông mà để bại mòn chân cả đây trang việc có phần kha bản mớ kiểu mẫu và xóm thông minh trang Lì Ngòa. Trong xây dựng nông thôn nắm tan khẩu khiêm khe có phần cơ sở hạ tầng tài lung tài tổng của cái mà khiêm khi của cần dân tỉ nảy cũng lẻ mòn nâng mà trài Hoàng Quốc Trung dường lì khẩu khiêm tứ bừa bại thiết chế văn hóa đại đầu tư hết phần phong trào văn hóa văn nghệ dù trang xóm cùng đại xuân khoái chào đại không khí cho cả nào nhiệt hôn hỉ đã chào hữu Pị Nọng cần dân chút nảy thêm tính tim khẩu tàng lò của Đảng và nhà nước cọp lức khe có phần xóm làng Phan tài văn bay khỉn. Trải chung chân cả chân lim quá tỉ phối của trải chung trang việc cả hợp biển nọng cùng bận cả bài việc hết tại phong trào của tỷ vuông. Trải lại cần lớn điếp vì vận cũng đã cả đại thuần thấy mọi cần dân chú trang xóm hát tặng có ca bản mới thông minh. Nhòm cách hết đây, trải Hoàng Quốc Trung đã vinh dự đại hòm khẩu đại hội đại biểu và dân tộc nội cần tỉnh Thái Nguyên bày tài lý. Này là đức lành chất cả cái, tròi hư trai đã hết đẩy đây hơn nhiệm vụ của cần trường xóm, cần đại lớn điếp, trang vũng Pị Nọng dân tộc nội cần. Xài sáu Pị Nọng tổng cọp công lành, hư dường tăng có bê khỉn của tỷ phuông.